Anh tên là Nguyễn Tiến Giao, năm nay anh 46 tuổi. Anh bị, thứ nhất là anh bị đau lưng. Đấy, đau lưng thì anh cũng chữa bệnh bình thường thôi. Nhưng mà cái thời nó bị thì cách đây 4-5 năm rồi, nó chớm đau. Nhưng mà đến cách đây nửa năm thì nó mới đau dữ dội như thế này. Thì bây giờ nó chèn xuống một bên mông với tất cả một cái bên chân đấy. Bây giờ là anh bị gần như bị liệt đấy. Nhưng mà đến đây thì anh được cấy chỉ một lần rồi thì nó cũng đỡ hơn mà anh đã đi lại được. Trước đây anh đã chữa bằng phương pháp gì chưa ạ? Trước đây anh chỉ uống thuốc thôi, với anh làm vật lý trị liệu. Ừ. Cảm giác sau khi anh cấy chỉ xong như thế nào ạ? Cảm giác cấy chỉ xong thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà được 5 đến 7 ngày thì nó mới có tác dụng, thì nó có đỡ hơn. Ừ. Mà hôm nay là đến 2 tuần rồi thì anh cũng đã đi lại vận động được, đi bằng xe máy được rồi.